Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của con nha. Trong cái clip hôm nay thì con xin mời quý cô chú anh chị đến thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực ở Tân Trụ Long An, cùng vào bên trong điện thờ cũng như đi tham quan các gian hàng ăn uống đại tiệc của đền thờ Nguyễn Trung Trực nha. Phía bên ngoài cổng của đền thờ thì có rất nhiều phương tiện của các cô bác cô chú anh chị ở thập phương đến viếng thăm đền thờ. Phía bên cổng này thì đang hết chỗ đậu xe và phần lớn dành cho các xe du lịch, còn các bà con mà đi xe Honda thì hiện tại đang hết chỗ đậu xe ở phía bên cổng bên đây. Rồi bây giờ con xin kính mời quý cô bác đi theo chân con cùng đi qua một cái cầu vào phía bên trong khu vực trung tâm của đền thờ Nguyễn Trung Trực. Đây có rất nhiều quý các em, các bạn đang đến đi trên cái cầu để vào phía bên trong. Ở khu vực trung tâm của đền thờ bên trái thì là có một ông rồng, phía chính giữa đó chính là điện thờ cụ Nguyễn, còn phía bên phải là mô hình tàu ép phê răng. Có thể thấy có rất đông quý cô bác đang tham quan. Túi sách. Xin trân trọng bác. Đây là phía trước của đền thờ thì rất bao đông bà con cô bác hiện đang thắp hương cũng như vào bên trong để lễ vái lại cụ Nguyễn. Phía bên trong điện thờ hiện bây giờ rất là đông nên con chỉ có thể đứng ở phía bên ngoài để quay lại cho cô bác anh chị xem, còn bên trong thì ưu tiên cho mọi người vào để vái lại cụ Nguyễn cũng như các anh hùng dân tộc, các chiến sĩ. Khi đứng ở đây quan sát thì con thấy rất là nhiều cô bác ở mọi tôn giáo cũng như người dân ở khắp nơi đang quy tụ về đền thờ. Có thể thấy các cô bác ở đạo Hòa Hảo, ở những đạo khác cũng đến thăm, rất là đông thôi. Phía bên sau điện thờ hiện bây giờ đang tổ chức chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ. Bây giờ con sẽ đi qua phía bên sau điện, phía sau điện thờ. Từ xa có thể thấy rất nhiều bà con cô bác đang đi từ phía cổng, từ phía Bình Trinh vào. Rất là đông ở tượng đài của cụ Nguyễn. Xếp hàng dài nối đuôi nhau vào rất là đông phía bên trong khu vực trung tâm của sân khấu. Quý bà con đang thưởng thức chương trình văn nghệ rất là đặc sắc từ đoàn sân khấu cải lương Long An. Rất là đông, rất là đông quý cô bác anh chị. Phía bên xa xa đó là khu vực nhà ăn, tí xíu nữa con sẽ xuống dưới để quay cho cô chú chị cùng xem ạ. Khu vực đãi ăn thì phía bên trái của điện thờ kéo dài đến sát mé sông Nhật Tảo. Hiện bây giờ thì cũng có rất đông bà con đang phía xuống khu vực đãi ăn. Hiện con cũng đang xếp hàng để xin được những chiếc bánh xèo rất thơm ngon từ đoàn bánh xèo từ thiện. Quý cô chú anh chị có thể thấy là mọi người đang đứng để xếp hàng lấy bánh xèo. Những chiếc bánh xèo rất là vàng và rất là nóng hổi. Xếp hàng ở đây thì khoảng 10 đến 15 phút thì con được vào phía bên trong để chờ được lấy được bánh xèo. Một
mọi người có thể thấy là những chiếc lò chiên bánh xèo rất là đặc biệt, những chiếc bếp được xếp hình theo hình vòng tròn xoay và những chảo bánh xèo được đặt lên trên. Phải làm như thế này để mới đủ nhanh và đủ nhiều số lượng bánh để cung cấp cho bà con từ thập phương đến dự lễ cũng như được thưởng thức những món ăn của miền Tây. Những chiếc bánh xèo rất là thơm ngon và đẹp, vàng óng. Và đây là thành quả của con sau 15 phút đợi để được nhận bánh xèo. Đó thì quý bà con đang ngồi trên những chiếc những cổ mâm để thưởng thức bánh xèo. Còn phía xa đây là khu vực dãy nhà ăn cũng rất là lớn, kéo dài đến suốt bờ kè của mé bờ sông Nhật Tảo. Quý cô bác anh chị rất là đông, ngồi ăn mọi nơi rất là đông. Sau khi dùng hai cái bánh xèo rất là ngon xong thì chắc con cũng sẽ đi vào bên trong khu vực để ăn nữa, để con xin thêm coi có gì thức ăn gì nữa nha. Rồi, đây là dĩa cơm tự chọn của con sau khi vào bên trong khu vực để ăn ở phía bên đây. Thì có rất nhiều món ăn như là cháo, hủ tiếu, bánh vân vân, rất nhiều món. Có những bàn ăn còn có đãi lẩu nữa. Thì do là con đi quay nên con không có ngồi vào bàn ăn, để nhường cho quý cô chú anh chị mình ngồi ăn cho nó thoải mái. Ở đây là khu vực mé sông Nhật Tảo. Cô bác anh chị có thể thấy phía xa có rất nhiều cây bần ở dưới mé sông. Và nơi đây buổi tối thì hiện bây giờ cũng có rất nhiều bà con cô bác đang tập trung ở đây. Những em nhỏ thì vui chơi, những người lớn thì đi tham quan đến các quầy bán những đồ lưu niệm, đồ kỷ vật, kỷ niệm cũng như là các loại mặt hàng khác rất là đông, đa dạng mặt hàng. Không. Mẹ mẹ mấy người này hình như có mấy người bên đạo Hòa Hảo nữa mẹ. Mẹ thẳng ngoài nè, mẹ thẳng này nè, mẹ thẳng. Phía bên đây thì theo chân con thì mọi người có thể thấy là các cô chú anh chị ở các tỉnh xa đang làm những cái lều để mình ngủ tạm phía ngoài trời. Đó, cô chú anh chị thấy rất là cảm động vì mọi người rất là nhiệt tình cũng như là bày tỏ tấm lòng của mình đối với cụ Nguyễn ngủ màn trời chiếu đất, quý vị. Ngủ sát đến tận mé sông luôn. Bây giờ chắc là do đi mệt nên là quý cô bác bây giờ cũng đã ngủ rồi, dù là rất là ồn, rất là mệt. Bầu trời hôm nay thật là đẹp, mong là hôm nay trời sẽ không có mưa để cho bà con cô bác được một giấc ngủ thật là an lành. Nói vô thì cũng vợ này 8 6 giờ.
Bây giờ thì cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, nhưng mà mọi người cũng còn rất là đông. Các em nhỏ vẫn còn vui chơi, có vẻ như không bầu không khí lễ hội rất là vui, nên mọi người cũng khó ngủ và lưu luyến ở lại đền thờ chơi rất là lâu, không muốn về. Rồi thì video của con hôm nay cũng gần đã kết thúc. Con xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương và theo dõi video của con. Con xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.